Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5B. Các thánh lễ trong tuần gồm có: thứ hai ngày 7 tháng 12, Thánh Ambrosio giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ; thứ ba 8 tháng 12, Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, lễ trọng; thứ tư 9 tháng 12, Thánh Gioan Diego; thứ năm 10 tháng 12, Đức Trinh Nữ Maria Loreto; thứ sáu 11 tháng 12, Thánh Damaso đệ nhất, giáo hoàng; thứ bảy ngày 12 tháng 12, Đức Mẹ Guadalupe. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho những ý chỉ sau: các linh hồn mới qua đời. Một linh hồn Margarita và Giuse mới qua đời. Lễ dỗ và cầu hồn. Linh hồn cha Francisco Trương Biểu Diệp. Một linh hồn Jacobe. Ba linh hồn Maria. Bảy linh hồn Anna. Một linh hồn Tadeo. Mười linh hồn Giuse. Sáu linh hồn Ferro. Một linh hồn Antone. Ba linh hồn Domenico. Hai linh hồn Martha. Ba linh hồn Anton. Một linh hồn Rafael Martin. Một linh hồn Teresa, hai linh hồn Gioan Bautista, một linh hồn Francisco, một linh hồn Gioan, một linh hồn Vincente. Sáu gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tin nhân nội ngoại. Ba gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Hai gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Hai gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn nạn nhân COVID-19. Các ý lễ khác. Một gia đình xin cho mẹ sức khỏe và các con cùng chồng trở về với Chúa. Bảy gia đình xin ơn bình an và chữa lành. Một gia đình xin cho em gái thoát khỏi bệnh nan y. Ba gia đình xin ơn như ý. Ba gia đình xin lễ tạ ơn. Một gia đình xin Chúa thánh hóa gia đình và toàn thế giới. Một gia đình xin cho dịch COVID đang lan rộng sớm dừng lại và mọi người ý thức trong việc phòng bệnh. Một gia đình xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Một gia đình xin bình an cho nước Mỹ và chọn được Tổng thống theo ý Chúa. Dẫn đưa người
trong đêm tươi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Con xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay Chúa Nhật hai mùa vọng, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những ý chỉ chúng ta xin lễ cầu nguyện hôm nay. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuân, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn ham hờ đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán: Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng, hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử, Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng,
và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của người như có vài người lầm tưởng. Nhưng vì anh em,
người hành động nhẫn nại. Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh. Ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Jerusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đã bao giờ ta ngồi chờ đợi điều gì tới chưa? Tâm trạng của ta thế nào khi chờ đợi? Và chờ đợi trong lo âu hay chờ đợi trong niềm vui của hy vọng? Ta phải làm gì trong thời gian chờ đợi đó? Vâng, mùa vọng là mùa chúng ta chờ đợi Thiên Chúa đến với chúng ta. Giáo hội dành cho chúng ta hàng 4 tuần để chuẩn bị và chờ đợi Chúa đến. Từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến ngày 16 tháng 12 là chúng ta chờ đợi Chúa đến trong vinh quang. Đó là thời gian để ta chuẩn bị tâm hồn trong ngày trở lại phán xét thế gian của Chúa Giêsu. Và từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12 là sự chờ đợi của Chúa Giáng sinh. Và trong sự chờ đợi đó, chúng ta hãy vui mừng trong sự trông chờ và hy vọng, cũng như tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã tiên báo rằng có tiếng hô trong sa mạc để kêu gọi dân chúng hãy dọn đường cho thẳng ngay, lấp hố sâu và bạt núi đồi, đường quanh co, đường gồ ghề,
hãy san cho phẳng. Con đường ở đây là con đường đến với Chúa. Nhiều khi những tính hư tật xấu làm cho đường của ta gồ ghề, nên ta cần làm cho thẳng ngay theo đường ngay nẻo chính, bằng cách ăn năn sám hối, để con đường tâm hồn ta luôn sẵn sàng chào đón Chúa vào lòng. Nhờ đó ta có thể được vinh quang của Thiên Chúa. Hơn nữa, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô mời gọi chúng ta phải biết sống thánh thiện và đạo đức để đón chờ ngày Chúa đến. Lúc đó sẽ là một trời mới, đất mới, và trong đó công lý sẽ ngự trị. Và để được sống trong trời mới, đất mới, thì ngay lúc này chúng ta phải biết hồi tâm thống hối để sửa đổi con người cũ của mình. Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng rằng hãy sám hối để được ơn tha tội. Vâng, Gioan Tẩy Giả đến từ hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ta thấy một con người không bằng cấp, không văn minh, nhưng lời giao giảng của người đã thu hút dân chúng. Và quả thực, có biết bao nhiêu người thay đổi cuộc sống, đã ăn năn sám hối để được ơn tha tội. Như vậy, mùa vọng là mùa để chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho tốt để đón chờ Chúa đến, chứ không phải chuẩn bị những thứ bên ngoài như trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ, làm nhiều thiệp Giáng sinh hay hang đá khổng lồ với nhiều đèn điện nhấp nháy. Những thứ đó chỉ là những hình thức bên ngoài mà thôi. Nhưng trên hết và quan trọng nhất là tâm hồn ta đã chuẩn bị như thế nào để đón Chúa đến. Ta đã biết dành thời gian để tĩnh tâm, thinh lặng, hồi tâm hay không? Những đồi núi của tính kiêu căng, khoe khoang hay những quanh co trong cách ứng xử thiếu công bằng, thiếu lương thiện, hoặc những thung lũng của sự ích kỷ, ghen tuông, những thứ đó ta đã biết san bằng, đã biết sửa cho thẳng ngay, đã biết lấp đầy bằng tình yêu thương của Thiên Chúa hay không? Và để xứng đáng đón nhận Đức Kitô, chúng ta đã biết để cho tâm hồn chúng ta thanh sạch để mời Chúa ngự vào lòng chúng ta hay chưa? Nếu chúng ta muốn được ơn hòa giải thú tội với Chúa, thì hãy đi ngay, không chần chừ. Nếu chúng ta muốn làm hòa với anh em mình, thì đi làm hòa ngay, không chần chừ chi nữa. Nếu chúng ta muốn làm cho người thân thương của chúng ta những điều cần làm, thì chúng ta không cần đợi tới ngày mai. Và nếu chúng ta muốn sửa mình thì sửa ngay đi, chứ còn chờ đợi bao giờ nữa. Nhưng thực tế để làm được những việc đó khó lắm, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Nó đòi hỏi ta phải khiêm tốn đủ và cầu nguyện nhiều. Có thể ta dễ dàng nhận ra những đồi núi, những quanh co, những thung lũng của người khác, mà nơi cuộc sống của mình thì lại không nhận ra. Mà nếu có nhận ra thì chúng ta không tự mình bạt đi những đồi núi cho bằng phẳng được, hoặc uốn cho ngay, hoặc lấp chúng cho đầy được, mà ta cần phải có ơn Chúa nâng đỡ và hướng dẫn ta nữa. Chính vì thế Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Kitô cho chúng ta. Có đấng quyền thế sẽ đến là Đức Kitô, và người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần. Đức Kitô đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và vì thế chúng ta luôn biết dọn đường, biết canh tân đời sống, nhất là biết tỉnh thức và cầu nguyện mỗi ngày, như người khôn xây nhà trên đá, như năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đèn có dầu dự trữ. Vâng, lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả chúng ta nhìn lại bản thân của chúng ta để sống xứng đáng để đón chờ Chúa đến. Và lạy Chúa, giữa một thế giới xô bổ này, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, để chúng con sống yêu thương và nâng đỡ mọi người, để tất cả chúng con cùng biết dọn con đường của cõi lòng, sống thánh thiện để đón chờ Chúa đến. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siô Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, mùa vọng là thời gian của hy vọng. Hy vọng của người Kitô hữu luôn đầy tin tưởng và phó thác, tin rằng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người và phó thác cho Ngài những lời tha thiết nguyện xin. Đây, ta sai Thiên Thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa được mặc lấy tâm tình và vị tiền hô trong sứ vụ, luôn kêu gọi mọi người hoán cải trở về cùng Chúa qua lời rao giảng tin mừng, đi đôi với đời sống thánh thiện, đơn sơ và khiêm nhường. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Xin cho các Kitô hữu mong mắn đáp lời kêu gọi thống hối, để bớt đi những bệnh rộn trần thế, tích cực chu toàn nghĩa vụ tôn giáo và phát huy đời sống nội tâm, hầu tâm hồn họ trở nên đường ngay lối thẳng mà đón Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Xin cho các dân tộc biết bạc đi những núi đồi tham vọng đen tối, lấp đầy những hố sâu ích kỷ ghen ghét bằng những nhịp cầu thông cảm yêu thương, để nhân loại được sống trong cảnh hòa bình thịnh vượng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối. Xin cho giới trẻ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta được can đảm dứt khoát với tội lỗi, để không còn ngã thua trước dục vọng, nhưng mong mắn bước theo đường chính trực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa,
Lời kêu gọi của thanh đoan tiền hô vẫn còn vang vọng qua tiếng nói của hội thanh. Xin cho chúng con mau mắn đáp ứng lời mời gọi, cùng nhau sửa soạn tâm hồn, gạt bỏ những hô sâu, ghen ghen, để ngày Chúa đến chúng con sẽ là những người xếp vào hàng ngũ đi đón rước trên con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng, từ bao ngày mỏi mòn chờ mong, tim con khao khát một vị thiên sai, đem anh hồng rùa lấp đêm dài. Cùng dâng lên Chúa đất nhân hiền, ngày ước mơ đời mong Chúa đến. Dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tấm lòng. Bao nhiêu năm tháng chúng con luôn đợi chờ, mưa thấm nhuần vào hồn căn cô, như nay kia khát một dòng sông xanh để tâm hồn thấm mát đơn lòng. Dâng lên Chúa đất nhân hiền, ngày ước mơ đời mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tấm lòng. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận qua lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trang gì, chỉ trông chờ lương từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yêu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được to hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vương gia đợi chờ. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đơn thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong nước mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ hiền. Xin Chúa thương đến mỗi người chúng con, đến nâng đỡ chúng con. Và chúng con cũng nhớ đến cầu cho tất cả những tôi tớ Chúa mà trong ý chỉ ngày lễ hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dân, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Chúa. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta cùng hiệp ý trong việc đọc kinh đức lễ thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con trong thiêng liêng. Xin cho con hôm nay Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con, và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Summer.
tiếng gọi chúng sa mạc, có tiếng gọi chúng con địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gặp đèn, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về nơi Chúa đi, nước Chúa đang gần kề, nước Chúa đang gần kề. Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian nan, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, nước Chúa đang gần kề, nước Chúa đang gần kề. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sang xuân, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin được cảm ơn cộng đoàn và cách riêng cảm ơn đến từng thành viên của Việt Catholic cũng như tất cả quý bà vẫn trẻ em đã chuẩn bị trong thánh lễ hôm nay. Xin Thiên Chúa ở cùng chúng ta và xin cho mỗi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật sốt sáng để đón mừng Chúa đến. Một lần nữa kính chúc cộng đoàn một ngày an lành. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Thank you.
Chúng con trong cả ra thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Cha cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng chuyên hiển quyền sáng lai. Hằng chứa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy thân trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thân cực tình Đức Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trên. Lạy các thân tử đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bình an. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.